Dạ vâng, Ngân Thảo xin kính chào toàn thể quý chị và quý khách hàng. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh bán hàng ô tô cũ giá rẻ. Em Thảo chuẩn bị báo giá trực tiếp ngày hôm nay ạ. Và cũng như thường ngày thì hôm nay em Thảo sẽ lên sóng cho chị xem toàn bộ những mẫu xe là chào bán tại cửa hàng em. Chỉ còn hơn chục ngày nữa là Tết thôi, nên chị là đang có nhu cầu mua xe hoặc là bán xe hoặc là muốn trao đổi xe thì nhanh tay nhấc máy lên alo trực tiếp cho em Thảo theo số điện thoại là 0963 040 922, và số trên là số Zalo em Thảo nhé. Và đặc biệt anh chị mới vào xem video clip Thảo lần đầu tiên thì hãy ủng hộ em cách cho em xin like cũng như đăng ký kênh và rung chuông để thường xuyên cập nhật video mới nhất về ô tô mà ngày em Thảo sẽ lên. Và ngay bây giờ em xin đi báo giá chi tiết từng chiếc xe một ạ. Chiếc xe đầu tiên em Thảo xin phép giới thiệu cho anh chị tham khảo một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Đây là một mẫu xe Mitsubishi Atrango sản xuất năm 2020, phiên bản số sàn máy xăng. Và em mang trên mình nước sơn xi màu trắng. Em mang biển kiểm soát Bắc Giang 98A31005 đấy ạ. Sơn xi màu trắng thì sang cực kỳ đẹp luôn. Anh chị nào quan tâm yêu thích mẫu xe này, nhanh tay nhấc máy lên alo trực tiếp cho em Thảo theo số điện thoại là 0963 040 922. Và chiếc xe này thì bên Thảo đã chào bán là 338 triệu đồng, có bao gồm phí hồ sơ chị nhé. Nên chị nào quan tâm yêu thích thì alo trực tiếp cho em Thảo ạ. Đăng kiểm em này còn rất là dài đến tháng 5 năm 2024 ạ, còn rất là dài luôn nha chị nhé. 338 triệu đồng này, phòng giá mình rất là đẹp luôn. Dạ vâng, và tiếp theo đây là một mẫu xe mang mệnh danh lồi đồng cuối đá, đi cực kỳ là chắc chắn và bền bỉ đấy ạ. Toyota Vios sản xuất năm 2020, phiên bản số sàn máy xăng, và em mang trên mình lốp sơn xi màu vàng cát. Em mang biển kiểm soát Hưng Yên 89A và tư nhân một chủ tư mới chị nhá. Nội thất ngoại thất thì cực kỳ là đẹp luôn. Đây ạ, màn hình OLED này, cam lùi đầy đủ cho các bác rồi. Nội thất ghế da màu đen cực kỳ là sạch sẽ như chị nhá. Anh chị là quan tâm yêu thích mẫu xe Toyota Vios sản xuất năm 2020, phiên bản số sàn máy xăng, mang khối động cơ là 1.5, nhanh tay alo trực tiếp cho em Thảo ạ. Và giá bên Thảo đang chào bán là 418 triệu đồng, có bao gồm phí hồ sơ. Đó, xe thì siêu đẹp luôn này. Dạ vâng, và tiếp theo đây là một mẫu xe Hyundai Accent sản xuất năm 2021, phiên bản số sàn máy xăng, và em mang trên mình lốp sơn xi màu ghi bạc. Em mang biển kiểm soát là 18A 23405 đấy ạ. Đây chị xem này, sơn xi lốp xe còn rất là dày dặn luôn. Giá thì bên em Thảo đang chào bán là 395 triệu đồng, có bao gồm phí hồ sơ chị nhé. Đây ạ, nội thất này, nội thất ghế da được bọc ghế da màu đen và viền màu kem sữa này, rất là đẹp luôn. Màn hình OLED cho chị rồi, ni lông không để bóc hết luôn. Đó, xe rất là đẹp luôn các bác nhé, 395 triệu đồng. Anh chị là quan tâm thì alo trực tiếp cho em Thảo ạ. Hyundai Accent 2021 này, sơn xi màu ghi bạc. Màu này thì mệnh nào cũng hợp cho anh chị nhé. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất năm 2018, phiên bản số sàn máy xăng. Xe siêu đẹp luôn. Giá bên Thảo chào bán chỉ có 385 triệu đồng. Kế cạnh đó là một mẫu xe Hyundai Accent sản xuất 2019, phiên bản số sàn máy xăng bản đủ chị nhé, mang khối động cơ là 1.4, và giá thì bên Thảo đang chào bán chỉ có 428 triệu đồng thôi ạ. Kế cạnh đó là một mẫu xe Hyundai i10 sản xuất 2018, mang khối động cơ là 1.2 số tự động, và giá bên Thảo chào bán là 355 triệu đồng chị nhé. Tiếp theo đây là một mẫu xe Hyundai Elantra sản xuất 2018, phiên bản số tự động bản 2.0 đấy ạ. Giá bên Thảo chào bán là 550 triệu đồng, biển Hưng Yên luôn. Đó, siêu đẹp luôn chị nhé. Tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2017, phiên bản số sàn máy xăng bản đen xịn. Bản đen xịn thì ra lên là giúp phanh ABS túi hoàn toàn, nhưng cái chỉ đèn gương cụp xe đầy đủ tính năng an toàn cho chị luôn, và giá bên Thảo chào bán là 368 triệu đồng thôi ạ. Sơn xi màu vàng cát là biển kiểm soát Bắc Ninh. Kế cạnh đó là một mẫu xe Hyundai Santa Fe sản xuất 2005 và đăng ký lăn bánh là 2007. Đó, và em mang trên mình sơn xi màu xanh đá. Em mang biển kiểm soát 34A40124. Giá bên Thảo chào bán là 338 triệu đồng ạ. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Ford Focus sản xuất 2014, mang khối động cơ là 2.0 bản Brabham. Là giá bên Thảo chào bán chỉ có 385 triệu đồng thôi. Sơn xi màu đỏ và em mang biển sắt 37A
43481. Kế cạnh đó là một mẫu xe Hyundai Accent sản xuất 2020 phiên bản số sàn, máy xăng bản đủ anh chị nhá. Bản đủ đã lên la răng đúc này. Xin nhắn tích hợp trên gương, cái chỉ điện gương của xe. Sơn xì màu trắng thì siêu đẹp luôn đấy ạ. Giá bên thả sở bán là 435 triệu đồng ạ. Tiếp theo đây là một mẫu xe Hyundai i10 bản hatchback màu đồng, có năng suất là 2014, mang khối động cơ là 1.2, trang bị hộp số tự động thì đi rất là nhàn luôn. Giá bên thả sở bán là 298 triệu đồng thôi ạ. Anh chị nào quan tâm yêu thích thì nhanh tay alo trực tiếp cho Thảo nhé. Tiếp theo đây là một mẫu xe Hyundai Accent sản xuất 2019 phiên bản số sạc, phiên bản số tự động ạ. Mang khối động cơ là 1.4 bản AT tiêu chuẩn. Giá bên thảo chào bán chỉ có 435 triệu đồng thôi ạ. Tiếp theo đây là một mẫu xe Kia Cerato sản xuất năm 2020 phiên bản số tự động, mang khối động cơ là 2.0. Giá bên thảo chào bán là 590 triệu đồng, sơn xi màu đỏ này. Siêu đẹp luôn. Và tiếp theo, đây là một mẫu xe cho anh chị tập lái đi gia đình rất là ok. Một mẫu xe Ford Mondeo sản xuất 2003, mang khối động cơ là 2.5. Giá bên thảo chào bán là 130 triệu đồng ạ. Dạ vâng, và rồi em Thảo đã qua chi tiết cho chị xem toàn bộ mẫu xe là chào bán tại cửa hàng em. Quý vị chỉ là yêu thích mẫu xe là đúng màu, đúng mệnh và đúng khuôn tiền của gia đình mình đang yêu cầu, nhanh tay nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0963 040922 ạ. Và giá thì bên Thảo đang chào bán tri ân giảm giá cho khách hàng mua xe đón Tết, sẽ giảm từ 10 cho đến 15 triệu đồng trên một xe, có xe giảm tới 20 triệu đồng. Nên chị đang có nhu cầu mua xe, bán xe, trao đổi xe thì alo trực tiếp cho em Thảo nhé. Và ngay bây giờ em Thảo xin dừng video ở đây, hẹn lại chị ở video sau. Em Thảo xin kính chào toàn thể quý chị và quý khách hàng ạ.